Tập 15. Sao thế? Đây là khế ước bán thân sao? Đương nhiên rồi. Đến lúc đấy em đã xử lý được mẹ anh rồi. Anh lại không làm được chuyện võ quán. Rồi sau này mẹ anh đuổi theo sau lưng em, bắt em sinh cho bà ấy một đứa cháu. Em không làm được đâu. Bắt em kết hôn với một người không có thành ý. Ký. 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 Được rồi, để anh giữ lấy. Anh nói xem sao việc này lại kỳ lạ vậy? Nghe giọng điệu của hai người họ là người của cậu tôi. Anh nói xem người của cậu tôi chặn tôi làm gì chứ? Lẽ nào nơi của Triệu Thụ là cậu tôi thuê? Kỳ lạ thật. Sao anh lại xuất hiện ở hầm xe vậy? Không phải tôi tan làm sao? Tan làm tôi muốn qua đón cô. Chúng ta bây giờ không phải đang giả vờ yêu sao? Đã diễn thì phải diễn cho tới chứ. Anh chuyên nghiệp đấy. Nhập vai không tệ chút nào. Alo, Tiểu Tuyết à? Được rồi, anh lấy rồi sẽ mang qua đó. Không sao, anh rảnh. Được rồi. Không phải anh tan làm rồi sao? Sao vẫn phải đi đưa đồ? Đây không phải là bạn bè riêng tư sao? Giúp đỡ ấy mà. Còn bạn riêng nữa chứ. Bây giờ tôi đưa cô về nhà. Sao tôi lại về? Ngộ nhỡ mấy người đó theo tôi về nhà ông ngoại thì nguy hiểm lắm. Bọn họ là người của cậu cô. Sao họ có thể ra tay với cô và ông ngoại được? Nếu như họ không biết quan hệ giữa tôi và cậu thì sao? Vậy thì phải làm sao? Nhưng đồ này nhất định tôi phải đưa. Là đồ ăn cả tuần của cô ấy. Anh cứ để trong tủ lạnh rồi mai đưa sao? Ký túc tôi nào có tủ lạnh đâu, để thiêu mất. Chỗ tôi có tủ lạnh. Nếu không thì anh để chỗ tôi mai lấy cũng được. Dương Nhất Nhất, tôi phát hiện ra có lúc cô cũng biết sợ. Anh nói ai đấy? Đối xử với người khác tốt vậy, sao anh có thể đối với tôi như thế? Bởi vì cô bình thường cứng đầu không hiểu chuyện. Ai không hiểu chuyện chứ? Tôi đi đây. Bây giờ anh là bạn trai tôi. Anh giết tôi ở đây mà được sao? Cô diễn sâu quá rồi đó. Đến đây, đến đây. Em còn tưởng hai người không đến nữa. Nhanh lên. Từ từ thôi, chậm thôi. Nhà em cao quá mà chết đi được. Cẩn thận chút. Tiểu Tuyết, em đang làm chuông gió à? Vâng, trước đây em từng làm mấy cái. Nhiều người cũng thích. Có người mua nhà sắp kết hôn, đặt 99 cái. Hai người thấy đẹp không? Đẹp lắm, giỏi lắm Tiểu Tuyết. Chị Nhất Nhất, chị là biên đạo nhảy đúng không? Không được coi là biên đạo nhảy đâu, chỉ là giáo viên dạy nhảy thôi. Tốt thật đấy. Ước mơ của em hồi nhỏ là nhảy múa. Em thích vũ đạo sao? Như vậy để chị dạy em. Điệu nhảy chuông gió thế nào? Được rồi, lại còn điệu nhảy chuông gió nữa. Chân vừa bị thương, lát nữa nhảy thành điệu trâu điên bây giờ. Ai nói chứ, không chân tôi vẫn có thể nhảy. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Em muốn xem chị Nhất Nhất nhảy. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dì ơi, dì xem cái quần này là cháu mua cho dì. Dì nhìn xem có thích hay không. Dì xem, ở đây còn có nữa nè. Cái túi này đẹp lắm đúng không ạ? Dì nhìn đôi giày này nữa đi. Cháu thấy đôi giày này rất hợp với bộ quần áo này.
dì xem cả đồ mỹ phẩm nữa nè. Là cháu chọn cho dì đó, dì xem có thích không. Sao cô có thể tiêu tốn nhiều như vậy được? Đại thụ nhà chúng ta kiếm tiền dễ lắm sao? Dì à, đồ này đều là tự cháu bỏ tiền ra mua, muốn hiếu thảo với dì. Cháu không dùng tiền của đại thụ. Còn cái quần này nữa, cháu thấy màu sắc rất hợp với gì. Tôi lớn tuổi như vậy rồi còn trang điểm giống như yêu tinh để làm gì chứ, không phải khiến người khác chê cười sao? Dì à, dì nghĩ như vậy là sai rồi. Ai nói đến độ tuổi này không được trang điểm nữa? Dì nhìn cuốn tạp chí này mà xem, người mẫu trong này có ai không lớn tuổi hơn dì chứ. Dì nhìn xem. Còn cái này nữa, bác ấy đã hơn 80 tuổi rồi mà bây giờ vẫn rất thời thượng. Dì à, dì tin cháu đi. Cháu ở trường dạy vũ đạo, khí chất là thứ không thể lừa người khác được. Khi dì còn trẻ đã cống hiến nhiều cho tứ quá, thời gian đã phụ dì rồi, cháu nhất định sẽ bù đắp cho dì. Bù kiểu gì? Hoàn hảo. Đây là tôi sao? Còn cái này nữa, dì cầm lấy. Đẹp quá. Tôi dường như cả đời này chưa từng mặc qua đồ đẹp như vậy. Dì à, tuổi tác đối với phụ nữ chúng ta chỉ là con số mà thôi. Phụ nữ bất cứ khi nào cũng đều phải xinh đẹp, chỉ cần bản thân muốn. Nguyệt Nguyệt, ai vậy? Thầy Chu, thầy đến rồi sao? Dì à, cháu giới thiệu với dì, đây là thầy Chu của đoàn ca múa. Xin chào. Xin chào. Dì xem dì hát hay như vậy, không thể cứ ở nhà mãi như thế được. Cháu giúp dì báo danh tham gia một cuộc thi hát. Tôi? Thực ra thầy Chu cũng muốn tham gia cuộc thi này. Thầy có một tiết mục hát đôi, nhưng mà vẫn chưa tìm được người hát cùng, cho nên là chưa tìm được bạn hát. Cháu nghĩ ngay tới dì, mong bà giúp đỡ nhiều. Dì có được không? Được hay không dì cứ thử đi ạ. Vậy thì tôi đồng ý. Dòng sông lớn với những ngọn sóng to, dì à, vậy cháu đi trước đi. Sau này nếu dì không bận thì liên lạc với thầy Chu. Nguyệt Nguyệt, sau này cháu thường xuyên đến chơi nha. Bà nhớ tham gia cuộc thi hát của chúng tôi đấy nhé. Nhất định, nhất định rồi. Bác gái, dọa chết mẹ mất. Sao con không nói tiếng nào vậy? Không phải bác đang bận sao? Ai vậy? Người tìm đại thụ bàn chuyện làm ăn. Đại thụ không ở nhà, bác rủ về rồi. Bác gái à, sao hôm nay bác lại trang điểm thế này? Tóc này của bác. Đi đi đi.
Con cầm cái này đi, về nhà trang điểm. Con dùng những thứ này làm gì chứ? Con còn phải bận sửa chữa nữa. Bác nói cho con biết, phụ nữ cần cù, lương thiện hơn nữa cũng phải nhìn mặt. Bác à, sao hôm nay bác sao vậy? Đây không phải là bác giúp con sao? Con biết bác gì giúp con, nhưng mà chúng ta là phụ nữ tốt, không cần những thứ phụ du này. Nhưng mà đồ này đắt vậy, ai tặng bác thế? Đại thụ. Bác cũng nhắc nó, rảnh rỗi kiếm tiền rồi lại tiêu. Đại thụ tên khốn này, rảnh lại trêu bác. Bác nhìn xem, trang điểm cho bác thành gì rồi? Giống như con yêu quái vậy. Bác xem, lão yêu tinh. Bác không thấy ngượng sao? Đúng là có chút chưa quen. Nhưng mà vậy nên là bác nhanh đi rửa mặt đi, sau đó con làm bánh áp chảo cho bác, có được không? Con đi làm đi. Bác thấy vẫn đẹp mà. Cảm ơn ông chủ, tôi đi đón con đi. Được rồi, không có gì, thuận đường mà. Dừng. Mẹ à, xe của chú Lý Mặc kia. Chú Lý Mặc. Chú Lý Mặc. Chú Lý Mặc. Bối bối, chú Lý Mặc, cháu khỏe không? Chú Lý Mặc, hẹn gặp lại tuần sau ở công viên có được không? Đừng đồng ý dễ dàng với trẻ con, chúng nó sẽ tưởng thật đó. Mau tạm biệt chú Lý Mặc đi. Chú Lý Mặc, chú vẫn chưa trả lời cháu, hứa với cháu đi. Đào Bối Bối, hứa với cháu đi mà. Đồng ý đi chú. Xem lại đánh con vậy. Được rồi, được rồi, được rồi Bối Bối. Đừng khóc nữa. Tuần sau chú Lý Mặc đưa cháu đi chơi riêng nhé. Không cho mẹ đi cùng sao chú? Mẹ cháu vừa đánh cháu. Vậy phải đưa mẹ đi cùng nữa. Được rồi, đưa mẹ đi cùng. Được rồi, Bối Bối ngoan. Con về phòng trước đi, đừng khóc nữa. Con về trước đây. Dương Nhất Nhất yêu rồi đấy, anh biết không? Thế thì tốt rồi. Anh không hỏi ai sao? Không sao cả, dù sao kết quả đều giống nhau cả thôi. Tự tin vậy sao? Là hùng đáng. Không thể nào. Anh không tin sao? Mẹ, mẹ có phải mẹ đẻ của con không đó? Bỗng dưng mẹ đối tốt với con vậy, con có chút không quen. Không phải trong táo có độc đó chứ? Xem con nói kìa. Nhất Nhất à, mẹ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy Liễu Quân Hạo không tồi. Lần này ra ngoài, nó là con rể của mẹ. Tự hào biết bao. Mấu chốt là con đã có bạn trai rồi. Tình chuyện phát nhanh đó hả? Sao có thể được con? Hẹn tôi ra chỗ này, sao không tìm chỗ nào phù hợp hơn? Lại đến chỗ luyện võ, không phải tìm người đánh chứ. Lên đây.
Cậu hẹn tôi ra để đấm bốc sao? Đúng vậy. Không phải cậu muốn nói chuyện tử tế sao? Đúng vậy. Nhưng dùng nắm đấm. Anh là sư phụ tôi là đồ đệ của anh. Hôm nay chúng ta không nói chuyện, dùng nắm đấm. Như vậy có nghĩa gì không? Đương nhiên là có. Ra tay đi sư phụ. Nếu anh cứ như vậy khó mà kích ý chí chiến đấu của em. Trước đây tôi đã nói với cậu, phòng ngự tốt nhất là tấn công. Anh không tấn công thì sao có thể thắng được? Tại sao phải thắng? Bởi vì thắng rồi mới có được thứ mình muốn. Sư phụ không muốn sao? Ra tay đi, để tôi thấy được người đàn ông mạnh mẽ như thế nào. Nói cho em biết, cô ấy không thể yêu anh. Không thể nào yêu anh. Tại sao không thể là tôi? Anh biết rõ là em yêu cô ấy, mà anh vẫn muốn cướp. Cái gì mà cướp hay không? Trừ khi trước khi em gặp lại cô ấy thì anh đã thích cô ấy rồi. Nếu không thì là cướp. Trước khi gặp nhau ở công viên, tôi đã thích cô ấy rồi. Em bị anh lừa sao? Em tưởng anh ghét Dương Nhất Nhất. Tình cảm rất khó nói. Vậy cô ấy thì sao? Có thích anh không? Sao cậu không đi hỏi cô ấy? Cậu vì sợ cô ấy sẽ nói có đúng không? Lý Mặc, cho dù không phải là tôi, cô ấy cũng không chọn cậu. Tại sao? Vì trong lòng cô ấy đại diện cho bóng tối của khoảng thời gian ấy. Lúc cô ấy ở cùng cậu sẽ nhớ lại khoảng thời gian đó. Sư phụ, cho dù là bóng tối, em cũng phải giữ cô ấy lại trong đó. Quá ra là vậy. Hiểu rồi chứ. Vì tình bạn giữa con và Đào Văn, con đã quyết định rồi hy sinh nhan sắc. Tức là bạn trai cũ của con chính là bạn trai hiện tại của Đào Văn. Xong rồi. Tên tiểu tử đó đối với con bây giờ vẫn còn lưu luyến sao? Đúng rồi. Chào các bạn. Chào thầy. Mới hẹn hò nhau 2-3 ngày, làm gì đến mức đã có tình cảm chứ? Vừa nhìn thấy con đã chia tay Đào Văn. Mẹ thật không hiểu. Các con bây giờ yêu nhau giống như đi ở trọ vậy. Mẹ thấy tên tiểu tử này cũng không tốt đẹp gì. Nhưng vấn đề là sao cứ phải là hùng đáng chứ con? Quan trọng là con tìm người khác, người khác cũng không đồng ý. Sao có thể được? Con chỉ cần vẫy tay, có biết bao nhiêu người liền nhào tới. Xin chào các bạn học. Xin chào thầy. Nhào tới con dám sao? Ngộ nhỡ đá không ra thì làm thế nào? Kể ra cũng đúng. Nhưng con không thể bắt nạt cậu ta mãi được. Con không bắt nạt anh ta, đó là chuyện đôi bên tự nguyện mà. Mẹ thấy con nên chọn Liễu Quân Hạo hơn là hùng đáng đó. Từ nãy giờ con nói là uổng công đúng không? Con nói hùng đáng bây giờ là bạn trai con. Nhất Nhất à, con đừng vì cái lợi nhỏ mà đánh mất cái lợi lớn. Con vì một Đào Văn mà đem hạnh phúc nửa đời mình ném đi. Mẹ nói con biết, cơ hội này mất rồi sẽ không lấy lại được đâu.
Chào các bạn. Chào thầy. Chào thầy. Cô là bạn học của Nhất Nhất phải không? Xin lỗi, chúng tôi phải ăn cơm rồi. Cô cũng nên về nhà ăn cơm đi. Bạn học à, không còn sớm nữa, mau về nhà thôi. Nếu không, mẹ sẽ đi tìm cậu đấy. Sư phụ không muốn sao? Bữa sáng tình yêu đến rồi. Nghe quản gia nói hôm nay mẹ chưa ăn sáng. Sáng nay mẹ có việc cần xử lý. Gần đây trở về chăm chỉ hơn đó. Có phải gặp con nhiều nên thấy phiền không? Có chút đấy. Sao rồi? Gặp được Hùng Đáng thấy chút ngượng ngùng đúng không? Lý Tổng, thông tin của mẹ nhanh thật đấy. Lại biết gì nữa rồi? Mẹ biết gì không quan trọng. Con biết phải làm gì mới quan trọng. Hưởng thụ cho tốt thời kỳ tự do không còn nhiều của mình đi. Con hy vọng tháng sau mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con nữa. Được rồi, không thành vấn đề. Dù sao một tháng nữa mẹ cũng không còn sức lực và thời gian để quản con nữa rồi. Được rồi, vậy chúng ta từ từ xem. Ừ, vậy cứ để xem sao. Con đi thay quần áo đi làm đi. Con trai, cho dù con thắng hay thua, mẹ đều hy vọng con sẽ quên An Kỳ Nhi. Tại sao? Bởi vì con đã sai một lần nên không còn cơ hội nữa sao? Mẹ nghĩ tới chuyện khác. Ba ngày con hiểu về người ta quá ít, hà tất cứ phải nắm cái mình không chắc chắn chứ. Giả lại thứ mà con bỏ ra đáng không đi? Tin mẹ đi, sau này con sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn. Sớm đã quyết định cuộc đời mình thật nhạt nhẽo. Cái gì? Bị người khác chặn? Đúng vậy. Chỗ tiểu thụ tìm cho chúng mình chính là chỗ võ quán của cậu mình. Trùng hợp vậy. Nên mới nói Triệu Thụ muốn để cậu mình chuyển đi, nhưng mà mình không muốn chuyển. Hai học trò của cậu không nhịn nổi nữa, không phải sẽ tìm chúng ta sao? Mình thấy bây giờ phòng nhảy, muốn chuyển ngay cũng không thể chuyển được. Đều do người già, chúng ta phải bàn tính lâu dài. Lý Tổng, khoảng thời gian này thành tích công việc của Lý Mặc tiến bộ không ít, ít nhất là không bỏ bê việc. Con trai chỉ cần chăm chỉ thì sẽ không kém chút nào. Huống hồ lại còn là con của chị, nhất định cũng sẽ di truyền được tài trí của chị. Quá khen rồi. Chị đến là để gặp cô thương lượng chuyện khác. Chị khách sáo rồi, có việc gì chị cứ căn dặn. Giữa chúng ta và Gia Đức, ngành chuyển phát nhanh đã không còn đáng cạnh tranh nữa. Chị muốn thành lập bộ phận chuyển phát nhanh. Chào mọi người. Bộ phận chuyển phát nhanh đặc biệt trong kế hoạch lần này là nền tảng ngành bảo đảm trong thời gian ngắn mà chúng ta có, tiến hành nâng cấp quy mô lớn. Yêu cầu thời gian, địa điểm, chủng loại phải có công thức toán học hoặc có bản giải thích trợ giúp. Đối với nhân viên chuyển phát phụ trách, phải sử dụng một cách khoa học, không những yêu cầu kiến thức chuyên ngành mà cũng phải biết một số chuyên ngành liên quan. Đương nhiên là hệ thống chuyển phát nhanh đặc biệt này cần phải giống như mạng lưới thúc đẩy toàn cầu hóa. Tiếp theo đây, tôi tuyên bố nhiệm vụ thi đấu của tháng này. Tháng này chúng ta sẽ sử dụng một mô hình thi đấu. Bộ phận của chúng ta sẽ chia thành hai tổ, tiến hành cạnh tranh thành tích nội bộ. Ai thắng
Người đó sẽ là giám đốc của bộ phận chuyển phát nhanh đặc biệt này. Mọi người hiểu chưa? Nghe hiểu rồi. Hùng Đáng, Lý Mặc, hai người là tổ trưởng tạm thời đảm nhận hai tổ. Mọi người chọn tổ đi. Du Tổng, tôi vẫn chọn tòa nhà khu Hoa Viên, sẽ phụ trách tốt. Còn về tổ trưởng, để người khác thay đi vậy. Du Tổng, tôi cũng thấy vậy. Tôi cảm thấy rất tốt, cứ quyết định vậy đi. Hai tổ chúng tôi sẽ nỗ lực. Giải tán. Anh Mặc, em cùng nhóm với anh. Dì Du có ý gì vậy? Đây gọi là cạnh tranh công bằng sao? Sao không công bằng? Anh không biết sao? Lý Mặc là thái tử của công ty các anh đó. Anh nói dì Du có thể cho anh ta thua sao? Quá ra là gì? Không sao, tôi sẽ không thua. Không phải sẽ không, mà nhất định phải thắng. Sao bây giờ đột nhiên quan tâm tôi vậy? Anh là bạn trai tôi mà. Trong từ điển của Dương Nhất Nhất không hề có từ thua. Người uy hiếp cô nói với cậu cô chưa? Chuyện này cũng rõ rồi, là hiểu lầm thôi. Nhưng mà vấn đề mới lại xảy ra. Văn phòng mới của bọn tôi bị quản rồi. Cái gì? Cháu nói cậu Nhất Nhất dọa Nhất Nhất. Đúng vậy. Sao có thể chứ, tại sao vậy? Sáng sớm nay cháu mới biết. Quá ra nơi mà chúng cháu chọn để mở lớp vũ đạo lại chính là võ quán của cậu. Mời nói xem, sao lại trùng hợp được vậy chứ? Đúng vậy, sao có thể trùng hợp được vậy chứ? Lần này may mà có Hùng Đáng. Nếu không có Hùng Đáng thì thảm rồi. Mợ à, cháu biết mợ là người thấu tình đạt lý. Mợ ủng hộ cậu mở võ quán. Cậu không muốn chuyển, chúng cháu có thể hiểu. Nhưng mợ nghĩ xem, đây là cơ hội khó có được. Giống như trên trời rơi xuống miếng vàng vậy. Bỏ qua cơ hội lần này sẽ không có lần sau đâu. Chỉ cần cậu chuyển đi, cậu có thể làm ăn phát đạt. Hôm nay nóng thật đấy. Công viên này vui đấy. Hùng Đáng à, anh ấy giúp ông ngoại hồi phục trí nhớ, mỗi tuần đều đến. Đã hơn tháng rồi. Cô nghĩ là cháu chỉ đồng ý qua loa thôi. Ai giống mẹ chứ, chỉ là nói mà không làm. Con nhìn con xem, sao lại nói với mẹ như vậy trước mặt người khác chứ? Lên đi, cậu mợ đều đang ở đây. Mẹ đi mua nước. Đi thôi ông ngoại. Đợi chút. Hùng Đáng, hôm nay là ngày cuối tuần, nhà cô đoàn tụ. Lần này không giữ cháu lại nữa. Hùng Đáng cũng không phải là người ngoài đâu. Ở lại ăn cơm đi. Ba à, nhà đông người như vậy không có chỗ đứng đâu. Ông ngoại à, đúng vậy đó. Hôm nay nhà đông người, hôm khác cháu lại ăn cơm với ông. Nhất Nhất, mau đưa ông lên đi. Mau đi thôi ông ngoại. Hùng Đáng, lần trước nói chuyện đổi việc, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cảm ơn ý tốt của cô. Cháu hiện tại chưa muốn rời đi. Nhưng tôi nghe Du Thiến nói cậu đang cạnh tranh với bạn thân. Tuy Du Thiến không chịu nói rõ tên nhóc đó là ai, nhưng nghe giọng điệu của cô ấy, chắc chắn cậu sẽ thua. Còn chưa thi, sao biết được kết quả chứ? Trứng gà chọi đá, sao phải thế chứ? Cậu đến Gia Đức, thiên hạ thái bình. Nhưng cháu cứ đi như vậy, Nhất Nhất sẽ nghĩ cháu thế nào? Đối thủ của cháu sao có thể coi trọng cháu chứ? Đợi đã. Cái gì mà Nhất Nhất cậu nghĩ thế nào? Giữa cậu và Nhất Nhất có chuyện gì? Nhất Nhất nghĩ cậu thế nào? Có liên quan gì đến cậu? Cậu phải nhớ kỹ, giữa hai người là giả đó. Cậu đi đâu vậy? Hùng Đáng à, cậu quay lại cho tôi. Nói rõ cho tôi. Chị Nhất Nhất, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không biết là cô. Sư phụ trách chúng tôi rồi. Là nước đụng phải miếu Long Dương. Đúng vậy, chị Nhất Nhất, chúng tôi sai rồi.
Chị nói vài lời tử tế có được không? Chúng tôi sai rồi chị Nhất Nhất. Không, không cần vậy đâu. Cậu, sao cậu lại đánh người ta thành ra thế này? Đúng vậy, nếu như không phải mở cản thì cậu đã phế họ rồi. Đúng. Nhất Nhất à, người không biết không có tội. Cậu uống ly này cạn, coi như là xin lỗi cháu. Cậu đợi chút, cháu nói vài câu thôi. Chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu nói chúng ta cướp địa bàn của nhau cái gì chứ? Coi như uống hết ly này. Được rồi, cạn ly. Từ từ đã. Cầm lấy giấy. Cậu để cháu. Để cháu. Cháu yên tâm, chuyện này sau này sẽ không để kéo cháu vào. Nói gì vậy? Hôm nay chúng ta đã giải quyết xong chuyện này, thiên hạ thái bình rồi. Thiên hạ thái bình rồi. Lúc nào vậy? Nhất Nhất đưa người yêu về, đây mới được gọi là thiên hạ thái bình. Mẹ à, thôi đi mà. Hôm nay cả nhà đều ở đây. Nhất Nhất, con cũng nên khai báo chuyện tình cảm của con đi. Mẹ biết con yêu ông ngoại nhất. Ông ngoại con luôn chăm sóc con, sớm kết hôn sinh con. Con biết rồi. Hôm nay là bữa cơm mẹ có chủ đích trước. Đáng lẽ con không nên ở đây. Nhất Nhất, mẹ là muốn tốt cho cháu. Nhất Nhất, mau gọi Hùng Đáng tới, định sẵn ngày đi con. Ông ngoại à, ông đừng gấp vui thêm nữa. Mẹ cũng muốn nói chuyện này đi. Hùng Đáng không tồi, nhưng muốn làm con rể của mẹ, mẹ chỉ có một câu: không đời nào. Nghĩ thôi, đừng có nghĩ, trừ phi mẹ chết. Đúng vậy Nhất Nhất, chúng ta không thể hồ đồ được. Nhất Nhất, cháu nói xem, có phải tên khốn đó ép cháu? Nhất Nhất, Hùng Đáng có đến không vậy? Nhất Nhất, không thể đồng ý Hùng Đáng được. Chỉ có một bữa cơm thôi mà nhiều chuyện vậy hả? Cứ nói mãi. Có cho người khác ăn cơm tử tế không? Mọi người nói nhiều quá vậy. Nói chung là con phải nhớ cho kỹ. Nhưng cũng phải nói lại, vẫn phải kết hôn con à. Vẫn phải gả. Đúng, mẹ cháu nói đúng đó. Phải gả thôi. Với lại nam nữ đến tuổi dựng vợ gả chồng, tuổi đến thì lấy thôi. Đúng rồi. Đúng vậy, mau đưa bạn trai về nhà đi con. Con nói với mẹ đi. Mẹ cháu còn trẻ, có thể trông chừng cháu được. Cháu xin con đi. Nhất Nhất à, nhanh đi con, nhanh đi. Con độc thân thì làm sao chứ? Con không cản trở thế giới này phát triển, cũng không cản trở hòa bình thế giới. Trung Quốc thành lập bao lâu rồi? Nam nữ bình đẳng bao lâu rồi? Mà không thể độc thân được chứ? Sao không thể độc thân được đây hả? Con chẳng có ai đâu, mà chết đi được. Con nghĩ vậy là sai rồi. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Gái lớn gả chồng. Đúng rồi, mau đi tìm một người đi con. Dừng đã, con nghe điện thoại. Alo. Tiểu Tuyết à? Không, chị bây giờ qua đó ngay. Em đợi chị nha. Con làm gì vậy? Nhất Nhất à, sao con lại vậy chứ? Em gọi điện muốn nói với chị. Em làm chút đồ ăn ngon, mà lại làm nhiều nữa. Em định bảo anh Hùng Đáng đưa cho chị, không ngờ chị lại vất vả qua đây. Tiểu Tuyết, em không biết đâu. Em gọi điện đúng lúc quá chừng. Em quả như là thiên sứ của chị. Ý gì vậy? Nói em cũng không hiểu đâu. Phụ nữ mà đến tuổi, em không kết hôn, không yêu đương, cả nhà của em tập hợp lại, đẩy em đến chuyện hôn nhân. Cho dù em kết hôn rồi ly hôn, họ cũng đồng ý. Em hiểu rồi. Chị Nhất Nhất, chị đang bị cả nhà ép kết hôn. Không nhắc tới đó nữa, phiền chết đi được. Ai vậy? Để em đi mở cửa cho. Đừng để chị cho. Sao cô lại ở đây? Tiểu Tuyết gọi cho tôi. Anh Hùng Đáng, mau tới ăn cơm đi anh. Vừa hay ăn cơm tối, qua đây ăn cơm với em. Tên này cứ rảnh là chạy tới đây. Loại người gì vậy chứ? Sao lại vậy? Có chút đói rồi. Ừ.
ngon đấy. Tiểu Tuyết, anh phát hiện tay nghề của em ngày càng giỏi đó. Thật sao? Nói cứ như anh hay tới đây lắm vậy. À đúng rồi, em có ủ một bình rượu nho, mọi người uống thử nha. Được rồi, uống thử xem. Nhìn có vẻ ngon. Có người đến tìm em, để em ra ngoài nói chuyện một chút. Anh chị ăn trước đi. Bụng trống uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Anh quản được tôi hả? Tối mai mẹ hẹn thiên kim của Hứa hành trưởng. Bộ mới của con. Mẹ à, đừng nói với mẹ phải đi làm nữa. Mẹ hẹn 8:30 con tan làm rồi. Còn thời gian tắm rửa thay quần áo nữa. Con khó chịu. Không sốt mà. Bệnh tương tư của con vẫn chưa khỏi. Mẹ lại bắt con đi xem mắt à? Tối mai 8:30 hội Tân Nguyệt. Chuyện của con sẽ tự lo. Cái gì mà chuyện của con tự xử lý hả? Mẹ chỉ có một mình con. Chuyện chung thân đại sự của con, mẹ không lo thì ai lo đây? Với lại xã hội phức tạp, con không nhìn kỹ mà phán đoán, sao con biết được người ta thích con hay không? Hay là mượn con từ chim sẻ thành phượng hoàng? Con bây giờ vẫn chưa là chim sẻ. Mẹ à, chúng ta đã nói với nhau rồi, trong vòng một tháng này mẹ không được can thiệp gì hết. Mẹ cho con một tháng chính là hòa quản. Con không cần mẹ hòa quản, con cần thắng. Con thắng thì sao? An Kỳ Nhi về rồi, thứ cô ấy muốn là quả táo, con có nhiều chuối hơn nữa thì có tác dụng gì? Được rồi mẹ, chúng ta có nói cũng không được gì đâu. Con ra ngoài khuây khỏa một chút. Con. Nhưng mà mẹ cô giữ thật đó, chỉ lo chúng ta diễn giả thành thật. Tôi thấy mẹ tôi lo cũng không phải không có lý. Nếu tôi là mẹ tôi cũng lo thôi. Gặp được người đàn ông như vậy thật không đáng tin. Không phải chứ, tôi làm sao? Tôi thấy tôi rất tốt mà. Tôi chưa gặp ai tự tin như vậy hết á. Không biết anh lấy tự tin đâu ra nữa. Cô và Đào Văn thế nào rồi? Không sao hết. Cô nói khế ước tình yêu của chúng ta không phải để cho hai người làm lành sao? Rốt cuộc bao giờ mới chịu làm lành đây? Để mẹ cô không phải suốt ngày cằn nhằn nữa. Tôi còn hy vọng mau kết thúc hợp đồng này đi. Anh tưởng tôi không chán chắc? Được rồi, vậy mau đi. Mau khiến họ tin chúng ta là một cặp trời sinh đi. Một đôi yêu nhau. Ai là một đôi với anh chứ? Vậy có làm không? Có đương nhiên rồi. Được rồi, đừng đợi nữa. Chọn ngày không bằng được ngày. Hôm nay đi. Gọi cho quái qua đây. Anh gọi đi. Chuyện của ai đây? Tôi gọi quái không nghe đâu. Được rồi, để tôi gọi. Nhưng mà tôi gọi thì tôi nói gì? Dù sao nếu anh nói tôi ở đây, cô ấy cũng sẽ không tới đâu. Tốt nhất là khổ nhục kế. Anh cứ bị ra đi. Hay là nói cô uống sai rồi? Dù sao cô cũng hay uống sai. Anh mới hay vậy đó. Được rồi, để tôi gọi. Alo. Quản lý Đào, Dương Nhất Nhất uống sai rồi. Nhảy múa loạn xạ ở chỗ tôi. Sợ quấy làm sao? Vừa nãy còn nôn nhiều nữa. Tôi không đưa quấy về được. Bởi vì tôi sao có thể đưa về được chứ? Không hợp cho lắm. Được rồi. Tiểu khu Hoa Viên nhé. Được rồi, đang qua đó. Qua rồi sao? Đã đến rồi. Diễn cho tới nơi tới chốn vào chứ. Không phải tôi đã diễn cho cô rồi sao? Bây giờ tôi được tự do rồi.
Tất nhiên rồi, giờ không thể quay lại được nữa. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Tiểu Tuyết à, chị mang rượu đi nhé. Tiểu Tuyết, em ăn cơm đi. Anh xuống dưới lầu cùng Nhất Nhất. Sao hai người lại đi rồi? Còn chưa ăn được bao nhiêu nữa? Còn diễn kịch nữa em à. Được rồi, anh đi đi. Diễn kịch nữa. Tiểu Tuyết à, em ăn cơm đi nhé. Tạm biệt. Diễn kịch.